biết rồi, ngủ đâu. Có khi nào Linh ở dưới giếng này em này. Linh ngủ dưới giếng này. Sợ lắm anh ạ. Nghỉ lắm, em sợ lắm. Ôi trời, giếng sâu lắm. Sâu à? Giếng sâu lắm. Mày đổ điện rồi, ngủ xem này. Này, ngủ xem này. Điện này. Ngủ rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em mình đang có mặt tại cái khu vực này, là cái khu vực nhà một ông đạo sĩ chuyên luyện bùa thiên linh cái mọi người nhé. Thì không biết là mọi người có hiểu thiên linh cái là cái gì không ấy. Thì bây giờ là mọi người cứ đi theo chân mình vào là mọi người sẽ biết được thiên linh cái như nào mọi người nhé. Đi nào. Nhà đạo sĩ phát đến này có những rễ thu thủ ở này, tơ hồng. Mọi người thấy không? Chắn núi như cầu vàng. Này vào đây nếu mà yếu không biết thì không phải cẩn thận nhá. Này Tông này. Bát hương đang thờ đây này, thấy chưa? Ui, thấy chưa? Thấy bát hương chưa? Thấy, hình chưa? Thờ điện đấy, người ta thờ điện đấy đấy, của căn lộc của ấy đấy, thì sao đấy? Mọi người, đây này, cái khu vực này là khu vực thờ điện thiên linh cái nhé mọi người nhé, để thờ thần giếng này. Ở dưới đây là một cái giếng sâu này thì không ai, người ta làm sao mà ai dám thò đầu ở đây được đúng không? Mình quay toàn bộ khung cảnh cho mọi người xem. Chúng tôi đến đây là muốn khám phá, quay cho mọi người cùng biết được như thế nào, thì có mạo phạm gì xin được không biết là cô cậu hay là đại khái là bề trên đây là có, nếu mà anh em không may có mạo phạm thì được tha tội, chỉ cho anh em có sức khỏe thật dồi dào để khám phá nhiều những cái ngôi nhà hoang nữa cho mọi người cùng xem. Đấy, thì mình đi đâu cũng vậy thôi, có thờ có thiêng có kiêng có lành mọi người nhé. Anh em đi đâu cũng vậy, đến đây là anh em khấn xin đồng hoàng thứ được vào quay. Rồi cái nói chung là cái về cái di tâm là được thoải mái đã. Mọi người thấy không? Cái này là một cái ngôi nhà của một thầy đạo sĩ mình đã thờ đây rất là lâu rồi. Thì anh em được biết là anh em đến đây. Điện ngon. Đây chính điện này. Mình không hiểu cái chữ này như nào, nhưng mà có thể là có ai đó mà làm thầy cũng xem kênh của mình đấy đúng không? Cũng có thể là biết được cái chữ này chữ gì. Nhưng theo mình nghĩ đây là chính điện này. Này tam quan này mọi người này. Nếu như đi mình được biết đây là thờ tam quan ba vị thần, kinh nhỉ. Đây là điện tam quan mọi người nhé, thờ ba vị thần, đây là cái ngôi chính điện, thờ không biết là đây là thần thờ ngài nào thì không rõ, bởi vì nó không còn tượng ở đây nữa, này anh em cũng không biết được là thờ ai đây ấy. Chỉ biết là như thế thôi. Mình người xem video của anh em mình, nếu có ai biết thì có thể bình luận bên dưới cho anh em biết đúng không? Đây còn cái chặn đây bà. Con gì đây? Con cóc vàng ở đây này anh em. Con gì đấy? Ui giời, nhanh quá. Bám vào cái đấy luôn. Ui. Ui con này nhìn lạ nha. Ừ. Con gì? Anh em đi vòng sau ra điện xem nó có gì nữa. Hay chưa? Vào đây đi đó, cóc lái thế nào anh ạ? Thợ đâu đấy á? Cảm giác cái âm khí nó cao quá em không chịu nổi. Ui đây cái thấu à? Thấu to chưa? Thấu to thế nhỉ? Ui trong này cũng có điện đa quan anh em này. Ui cho mọi người cái tổ chim. Đấy cái xé tổ chim người ta. Tổ chim nó rơi trên cây xuống. Rơi trên cây. Có trứng này. Trứng à? Đây. Ui à, ra ràng rồi. Và đây mình nghịch tinh. Nghịch tinh chết đấy. Nghịch tinh chết đấy. Như bên này có gì của bên này không nhỉ? Có gì không anh? Đây là van thờ đây. Có cái giấy gì thì chữ gì đây? Đây có tấm bùa này, biết chữ gì đây.
mình xin được phép để lấy cho mọi người xem nhé. Em quay trực diện. Cái đầu nào? Đây, 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 như này mới đúng này. Đấy. Thì được bằng vàng này. Không biết đây là cái chữ gì. Đúng rồi. Nó đây. Bằng vàng này. Đúng rồi. Chữ gì nhỉ? Đúng rồi, như này đúng rồi. Không biết. Đây là bùa đấy. Đây là bùa đấy anh em ạ. Bùa. Thôi rồi, để mình lại treo lại giả lại đây. Nắm phòng hết đi. Ui, có cái tiếng gì động lạ thế nhỉ? Cạch phát. Vừa nghe không biết được phải. Đây là ngủ quá. Không có rắn đây không? Ừ, anh xem cho có rắn không? Chằn chiếu còn nguyên này. Tỉnh quá. Ôi, thằng Hùng nó kêu cứu, cứu đâu vậy? Cứu gì vậy? Một Hùng nó kêu cứu đâu vậy? Ô. Hùng ơi. Ở đâu đây? Ôi sao lại chém đây? Ui. Chạy 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 chạy. Chạy đi sao? Hùng ơi. Ôi. Ai lôi đi đâu rồi? Không thấy đâu hết. Tôi bỏ mẹ rồi. Tìm Hùng chứ đâu. Tìm Hùng. Ở đây không có thấy. Mưa đây cơ mà. Ủa thế đâu rồi? Hết rồi. Chết rồi, em bảo động những chỗ này đừng có nghịch bậy. Nghịch bậy chắc lấy địa đấy. Đi nhầm ra địa. Ra địa ra này hay là ta ngồi địa. Nguy hiểm quá mọi người. Tại người chim nhỉ. Có khi vậy. Ủa. Này, cây xấu này. Cây xấu này. Mấy chục năm mới được cái cây xấu to như này nhỉ. To này nhỉ. Đi ra xem. Bị vặt chỗ này thì ăn đủ luôn đấy. Không thấy đâu. Hay, hay gì giếng à? Hay gì giếng. Ôi, không biết là Hùng ở đâu. Có khi nào bị nhìn ở trên giếng này em này. Nhìn Hùng ở trên giếng này. Sợ lắm anh ạ. Nhìn lắm em sợ lắm. Giếng sâu lắm. Sâu à? Ồ, giếng sâu lắm. Phải đỡ điện luôn cho người xem đây này. Này, cho người xem này. Điện này. Ôi, cái còn có các cái giá đang trên này này. Không biết giá cô, giá các cô, giá gì đây. Thờ giếng, nhảy, thờ thần giếng ở đây vậy. Đấy, thấy không? Ủa, đúng rồi, cái lõng giá này. Hả? Đây là cái lõng giá đây này. Cái lõng giá bên quay trên. Quay sát cho người xem này, thấy chưa? Thấy. Kinh quá. Mà không biết là đây là thờ cô, thờ cậu như nào đây. Còn đây là giếng thì mọi người biết rồi đúng không? Sâu trong tỏm này. Mà bây giờ em Hùng nó không biết là đi đâu không biết. Hả? Anh ơi. Cái gì? Hay là bị nhập. Hay nãy nó bắt đầu chìm bị đấy. Không mình nghĩ để mình thấn cái chìm nhá. Phải. Bị giấu đấy. Anh khấn xin rồi đấy. Cầu chúc cho thằng Hùng với tất cả anh em được mạnh khỏe. Làm ăn được thuận lợi. Đây là thẳng luôn, đây là điện tam quan đây. Đây mọi người. Chính diện này. Đấy, chính diện. Mọi người có lẽ là bây giờ như này nhá. Mình sẽ kết thúc video đây. Giờ anh em đi tìm anh em Hùng nữa. Có như nào anh em mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem nhá. Mọi người xem video cảm thấy hay, mọi người nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.